chào tất cả anh em nhá. Video này mình sẽ chơi tựa game kiện tộc quật khởi. Đây là một tựa game tương tự như cái tựa game Clash ở Clan. Các chơi nó tương tự này. Và hiện tại thì game đang cái bản thử nghiệm. Game đang mở thử nghiệm từ ngày 9 tháng 6 ngày hôm qua. Một game xây dựng nhà nâng cấp chiến lược. Dàn quân đi phá nhà đây này. Tương tự như Clash ở Clan ấy. Này thì về cái cốt truyện là cái tạo hình nhân vật thì nó dựa trên hình mẫu, đó là những con kiến. Nên là game có tên là Kiến Tộc Quật Khởi mà. Quay hero này. Thank you.
điều hơi khác thì ở game này nó có cái file hero. Để sở hữu những hero mạnh thì anh em phải được quay nhá, chứ không như như class là cầm lan là chúng ta nâng cấp nhà này, xây được nhà xịn thì là sẽ có tướng xịn chơi tùy theo nhà, nhưng mà cái này nó là chúng ta quay hero chứ không phải là vậy, là xây nhà kiểu như là class là cầm lan để có hero xịn thôi nha. Thank you.
quỷ. Con này đang bé thật đấy. Thank you.
quay Hero chơi chơi tí nha. Ồ, 5 sao này. Một bé 5 sao.
Thôi mình dừng video này đây nhá. Hẹn anh em trong video sau. Bye bye.